Video clip này gửi cho anh chị nào đang quan tâm đến một cái cân sàng điện tử 2 tấn 1m2 x 1m2 cũ đã qua sử dụng mà còn ngon nha. Thì video clip này gửi cho anh chị nè. Đây là cái cân TDW 2 tấn 1m2 x 1m2. Cân đã qua sử dụng rồi nhưng mà vẫn còn chuẩn xác anh chị ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm chứng sự chuẩn xác nè. Đây những quả cân chuẩn mà anh em bỏ lên. Rồi đúng bon 200 cân luôn anh chị ha, 200 kg. Vậy mình yên tâm ha. Bây giờ nếu mình kiểm tra góc nè. Rồi 273 kg, 273 kg, 273 kg, 273 kg. Rồi ok, cái cân này nó rất là chuẩn rồi. Rồi vậy thì anh chị nào mà quan tâm tới cái cân sàng 1m2 đã qua sử dụng vừa ý với cân này thì liên hệ nhanh đến số điện thoại hotline trên màn hình hoặc là số này đây anh chị ơi, 0909899833. Cân Điện Tử Gia Phát sẽ giao đến tận nơi cho anh mình ha. Rồi, cảm ơn anh chị nhiều.